Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu được cái luồng xử lý của những cái trang hệ thống lớn hiện nay như là Facebook hoặc là Google hoặc là Microsoft Azure cách nó có thể tích hợp được hệ thống authentication của họ vào trong những website khác. Và như các bạn để ý khi mà chúng ta truy cập vào một cái website, nếu như website này nó nó có liên kết với Google, Facebook hoặc là Azure Microsoft chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái đường link, một cái nút nhấn là login, ví dụ login with Google. Thì khi chúng ta click vào cái link này á, thì nó sẽ show ra cho chúng ta một cái cửa sổ màn hình mới, một cái window mới Và trong window này á, nó sẽ trở tới cái đường dẫn của cái nơi mà chúng ta liên kết, ví dụ liên kết tới Google thì cái đường dẫn nó sẽ là google.com rồi xuyệt những cái thông tin ở phía sau Thì những hệ thống này á, nó rất là phổ biến hiện nay ha Và cái luồng xử lý của nó sẽ tương tự nhau, hầu như thằng nào nó cũng sẽ show ra một cái pop-up và sau đó nó sẽ quay trở lại cái trang của chúng ta vậy thì vấn đề ở đây là làm sao chúng ta có thể giả lập được cái luồng xử lý này để sau này giả sử chúng ta muốn xây dựng ra một hệ thống authentication riêng dành cho chúng ta để tích hợp vào những hệ thống con chẳng hạn hoặc là chỉ đơn giản chúng ta muốn làm một cái tính năng để show ra một cái pop-up một cái window mới phục vụ cho một cái nhu cầu nào đó ở đây chúng ta sẽ cùng nhau xem những cái ví dụ giả sử như cái trang này đi nó đang tích hợp cái hệ thống authentication của thằng azure vào thì tương tự khi chúng ta click vào nó cũng show ra một cái pop-up và cái bó up này nó phải thỏa mãn điều kiện là nó nằm ở vị trí trung tâm của màn hình đó là cái thứ nhất cái thứ hai là ở trên đây nó sẽ trở tới đường link của Azure và phía sau này nó sẽ truyền thêm những cái tham số khác giả sử như truyền client ID này rồi truyền thêm những cái redirect URL chẳng hạn đó là ví dụ ha rồi tương tự ví dụ như trang Tiki nó quen thuộc hơn với các bạn là nó cũng gắn Facebook hoặc là gắn Google vào thì tất cả những thằng này nó sẽ có cái cái luồng xử lý như nhau nó chỉ khác nhau vì cái cơ chế bảo mật bên dưới thôi ở đây thì nó cũng trở vào trang login của Facebook này, rồi trên này nó cũng truyền vào những cái như là API key, rồi nó cũng sẽ có redirect URL tương tự ha. Google cũng vậy, click vô nó sẽ trở sang trang Google và ở trên này nó cũng sẽ có redirect URL này. Rồi phía sau nó sẽ có thêm những cái khác, ví dụ như là token này nọ các thứ. thì khi mà chúng ta nhấn đăng nhập thành công á, ví dụ mình click vào đây mình đăng nhập thành công, thì nó sẽ tắt cái này đi và nó quay trở lại, nó truyền những cái data về cái trang gốc của chúng ta. vậy thì làm sao chúng ta có thể làm được cái lù xử lý như vậy? Đầu tiên thì mình cần phải hiểu cái cách để nó xây dựng trước cái đã ha. Ở đây thì mình có một cái sơ đồ để cho các bạn dễ hình dung. Giả sử chúng ta có một website của mình, nó có tên là localhost với port là 3000. Đây là website của chúng ta cần tích hợp cái hệ thống authentication và bên phía bên này, ví dụ như là của thằng Microsoft Azure, là phía của Azure nó sẽ xử lý. Vậy thì khi mà user nó truy cập vào website của chúng ta, nó click vào cái link là login with Azure chẳng hạn thì lúc này chúng ta sẽ phải có một cái API đúng không? Mình sẽ gọi sang một cái API của thằng Azure Ví dụ như là login pop up Và chúng ta truyền vào đây những cái thông tin như là client ID này Rồi redirect URL này Để cho cái server của thằng Azure đó, nó biết được mình là gọi từ website nào Thì khi mà chúng ta gọi cái thằng login pop up rồi đó, Thì bên thằng Azure, bên thư viện của Azure Nó sẽ tái tạo ra được một cái đường đường link đầy đủ Ví dụ như là azure.com rồi xuyệt login và chấm hỏi ở phía sau chính là những cái tham số mà nó sẽ truyền lên url giả sử như là client id này rồi redirect url này thì cái redirect url này là một cái tham số cực kỳ quan trọng mà hầu hết tất cả những dạng như là facebook google azure đều sẽ phải có cái tham số này thì cái tham số này chính là cái tham số khi mà chúng ta đăng nhập thành công á thì nó sẽ gọi về cái trang của chúng ta và nó truyền thêm những data về cho mình ok thì lúc này khi nó trả về cho chúng ta một cái window rồi á, user nó sẽ thao tác trên cái cửa sổ màn hình mới đó và user nhấn đăng nhập, nếu như đăng nhập thành công, lúc này ở phía Google, phía Azure nó sẽ redirect về cái đường link của chúng ta Ví dụ mình truyền vào là localhost 2.3.000 và suy compact Thì lúc này Azure nó sẽ truyền vào cho chúng ta thêm một cái giá trị nữa, ví dụ như là token để chúng ta có thể xác thực được ở phía website của chúng ta Thì tại cái bước này các bạn để ý ha, lúc này cái đường link của nó sẽ thay đổi, đây mình sẽ copy cái này đầu tiên là chúng ta click vào login đúng không thì một cái cửa sổ màn hình nó sẽ mở lên ví dụ đây là cửa sổ màn hình nó sẽ mở lên rồi chúng ta nhập email nhập password mình nhấn sign in một cái khi mình nhấn sign in đó, thì cái trang hiện tại nó sẽ chuyển hướng về cái trang mà chúng ta đăng ký đó là localhost 3000 suyệt coinback thì khi mà nó nằm ở cái trang này rồi á thì lúc này javascript sẽ xử lý là tắt cái cửa sổ màn hình này đi và sau đó truyền cái token này ngược ra cho cái window ở bên ngoài thì chúng ta cũng sẽ học được cái cách để chúng ta giao tiếp được data giữa hai cái cửa sổ Windows khác nhau. Vậy thì ở đây có hai vấn đề chúng ta cần phải xử lý ha. Vấn đề đầu tiên là làm sao chúng ta có thể mở được một cái cửa sổ Windows mới và một cái trang ở bên ngoài. Và cái cửa sổ Windows này nó phải nằm ở giữa màn hình ha. Đó là yêu cầu thực tế. Ví dụ này, click vào nó thì show ra cửa sổ Windows. Và sau đó đăng nhập vào nó sẽ quay trở về cái trang cũ. Rồi, vậy thì lúc này mình cũng chuẩn bị cho các bạn hai cái phần mã nguồn. Một cái là đại diện cho cái trang của chúng ta là ở phía frontend của mình mình tích hợp hệ thống vào mình có một cái nút là sign in with Azure chẳng hạn còn bên này là cái trang mình coi như là trang của Azure coi như là trang của Google vậy thì khi mà chúng ta click vô cái nút này á nó sẽ phải show ra một cái pop up để nó mở cái trang này lên và bây giờ ha bây giờ chúng ta sẽ phải đóng vai trò là một người lập trình viên cũng như là đóng vai trò là ở bên phía Azure để nó có thể xây dựng được thư viện thì đây chính là cái mạng nguồn ha đầu tiên chúng ta có phía client này Bên này sẽ có phía server. Server thì rất đơn giản thôi, mình sẽ tạo ra một cái file HTML cho nó giống với bên Azure thôi. Và trong thằng này thì mình chỉ đơn giản là mở ra một cái đường link là suyệt login và chúng ta render ra cái thằng là thằng sign. Còn đối với phía client á, phía client thì chúng ta sẽ phải có hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ gắn cái thư viện của bên thứ ba vào, đó là Azure hoặc là Google hoặc là Facebook. Thì cái thư viện này nó sẽ giúp chúng ta có thể mở một cái pop-up và thao tác ở trên đó. Còn cái mã nguồn mà chúng ta viết á là chúng ta sẽ viết ở trong cái thằng main này. Vậy thì bây giờ mình sẽ đóng vai, đóng vai trò làm hai nơi luôn để cho các bạn có một cái nhìn tổng quan hơn về cái lù xử lý ha. Đầu tiên là ở trong thằng main.js thì chúng ta có một cái hàm là hàm handle login. Thì cái hàm này sẽ được gọi khi mà user nó click vô cái nút này. Đó, sign in with Azure chẳng hạn. Vậy thì ở trong đây chúng ta sẽ phải có những cái tham số như là client ID này hoặc là redirect URL này thì cái này chính là cái bắt buộc phải có này. Còn tất cả những thông tin khác á, là tùy hệ thống nó thiết kế như thế nào thì nó sẽ có những thông tin như vậy. Ở đây mình chỉ giả lập là một cái client ID thôi, mình cũng random bãi đại đây ha. Rồi cái redirect URL của chúng ta nó sẽ là success callback kiểu kiểu như vậy. Thì mong đợi của mình á, là bên thư viện của Azure nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái API cung cấp cho chúng ta một cái function để mình có thể gọi. Ví dụ đi ha, mình đặt tên là Authent Azure chẳng hạn, mình giả sử như vậy. Bên kia sẽ cung cấp cho chúng ta một cái object như thế này. Và bên trong object này chúng ta sẽ có cái hàm lại hàm login. Bóp bóp. Mình cũng giả sử như vậy luôn ha. Trong đây chúng ta sẽ truyền vào tham số đó là client ID này và truyền vào redirect URL để cho bên kia nó xử lý. Và ở đây nó sẽ có hai trường hợp đúng không? Hoặc là login thành công hoặc là login thất bại cho nên mình sẽ có cái tên tương tự chúng ta cũng áp dụng cái kiến thức của JavaScript vào. Console.log. Ví dụ login success rồi bên này sẽ là chấm .cat này trong trường hợp là error. Đây chúng ta sẽ có console.log là login fail và có error. Thì đây là cái mà chúng ta đang đứng ở phía là những website nó tích hợp. Ví dụ như chúng ta đang đóng vai trò là Tiki. Còn bên cái file này á, là đóng vai trò là cái thư viện của nó viết, thư viện của Azure. Nó cung cấp cho cái hèm làm sao cho bên này có thể gọi y chang như thế này. Rồi vậy thì chỗ này cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một cái object đúng y chang như tên này luôn. Coi như là mình đang xây dựng thư viện ha mình sẽ viết một cái function như này để chúng ta đóng gói lại cho nó dễ ở trong đây thì mình sẽ return về một cái object ok thì ở trong object này nó sẽ có cái hàm là hàm login pop up này đây có hàm login pop up và trong hàm login pop up này á, nó sẽ nhận vào hai tham số đúng không thứ nhất là client id nè và thứ hai là redirect url nói chung là bao nhiêu tham số thì tùy chúng ta thiết kế ha ở đây mình chỉ giải lập ví dụ là hai tham số thôi rồi, để cho bên này nó có thể chấm được tới đen, chấm được tới két á thì chỗ này rõ ràng chúng ta sẽ phải return về một cái promise, được yeah. chưa? Return một cái promise để cho bên cái tích hợp á, nó có thể xử lý và nó nhận diện được khi nào thành công, khi nào thất bại. Tương tự như này chúng ta cũng sẽ có cái hàm là hàm resolve và hàm reject. Ở đây mình sẽ tái tạo lại cái UL đúng không? Thì khi mà chúng ta bên này này, chúng ta gọi cái hàm login pop up á thì chỗ này chúng ta sẽ phải làm hai việc. Thứ nhất á, là mình sẽ tái tạo tái tạo ra cái đoạn UL của bên Azure và cái thứ hai á, là mình sẽ open cái pop up thì đó là hai cái cơ bản đầu tiên chúng ta thấy được. Thì cái URL này cũng đơn giản thôi, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến ở đây, ví dụ là biến host. Host lúc này nó sẽ là http 2.0 local host với port là 4000 các bạn để ý ha. Cái trang server của chúng ta hiện tại mình coi như là port 4000 với đường dẫn là login. Còn trong thực tế đó là Azure hoặc là Google là Facebook gì đấy ha. Thì chỗ này mình sẽ ghi là login. Rồi, vậy thì khi mà người dùng á người ta gọi vào, người ta truyền vào những thông số này thì chúng ta sẽ phải tái tạo ra một cái ul nó có dạng như sau mình sẽ tạo ra một cái URL bằng cái host cộng với một cái đoạn string ở phía sau ví dụ như là chấm hỏi client ship gạch id bằng xxx rồi và redirect ship gạch URL bằng y thì chúng ta sẽ nối những cái tham số mà người dùng người ta truyền vào đây giả sử ngay chỗ này nó sẽ là client id nè và ngay chỗ này thì nó sẽ là redirect URL vậy thì khi mà chúng ta ở bên kia mình gọi sang á, thì mình sẽ nhận được cái URL như thế này thì chúng ta cũng sẽ còn sơ trong lót thử ha để coi cái dạng URL nó là cái gì rồi quay trở lại cái trang của chúng ta đây mình đóng vai trò là Tiki đi thì trên Tiki nó sẽ có một cái nút là login with Azure đúng không thì khi mà người dùng người ta click vào cái này á các bạn để ý này click vào cái này thì ở bên cái thư viện của thằng Azure nó sẽ tái tạo ra một cái đường link và khi có đường link này rồi chúng ta sẽ tiến hành mở ra một cái window và để mở một cái window thì chúng ta sẽ sử dụng cái method được cung cấp sẵn từ cái object window này mình gọi tới cái hàm là hàm open thì trong cái hàm open này chúng ta sẽ truyền vào tham số như sau thứ nhất là cái url mà chúng ta muốn trỏ lên muốn hiển thị lên và thứ hai là cái tên của box ví dụ như là mình đặt tên là box sign -in, nhận hiện đó hoặc là sign setup gì đấy và tham số thứ ba là chúng ta sẽ định dạng những cái tham số ví dụ như kích thước của cái box là bao nhiêu ví dụ ha kích thước mình cho 100 hay mình cũng cho 100 đó đây các bạn coi kỹ ha cái này nó sẽ hơi dài một xíu đây này nè đây là width và đây là hay này ok rồi mình sẽ gọi cái hàm này thì khi chúng ta gọi cái hàm này á nó sẽ mở ra một cái box, một cái cửa sổ màn hình ở góc này. Tuy nhiên lúc này chúng ta cần phải đưa cái đoạn này ra ở phía chính giữa nó mới đúng ha. Chúng ta phải thực hiện một số thao tác tính toán, ví dụ tính toán width, tính toán hay này nọ. Thì cái cách xử lý cũng rất là đơn giản thôi, các bạn coi lại bên đây ha. Mình sẽ giả lập ví dụ như sau. Thì đây là cái cửa sổ box mà chúng ta mở lên. Thì mình muốn cho nó vị trí trung tâm á, thì đầu tiên chúng ta phải đặt được vị trí trung tâm ở góc phía trên và vị trí bên trái trước. Đó là nó phải nằm được như thế này trước đã. Rồi sau đó chúng ta tịnh tiến ngược lên và tịnh tiến sang bên trái. Thì mình sẽ làm trường này trước ha. Chúng ta cho nó nằm ở vị trí trung tâm như thế này. Và các bạn để ý này, vị trí trung tâm này nè, chính là cái điểm gì? Cách phía trên chính là 1 phần 2 đúng không? Chỉ đôi ra, 1 phần 2 độ cao và 1 phần 2 độ rộng nó sẽ nằm ở góc này. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử ha. Giả sử màn hình của mình hiện tại đang là màn hình 1920 hoặc là chúng ta có thể lấy thông qua cái thằng Windows chấm outer hay hoặc là outer width này. Đây, outer width là 1920 này. Mình chia đôi ra thì nó sẽ ra là 960. Rồi tương tự Windows tới outer hay là 1040 mình cũng chia đôi ra là khoảng 520. Vậy thì mình sẽ gọi cái thằng này và mình truyền cái giá trị tương ứng vào. Ví dụ ha, mình truyền thêm giá trị là top top của mình nó sẽ theo chiều dọc theo chiều dọc thì chính là cái giá trị hay chia đôi đó là 520 và lép lép thì theo chiều ngang nó chính là độ rộng chia đôi là 960 thì khi mà chúng ta tính toán được những con số này á thì cái bóp của chúng ta nó sẽ nằm ở vị trí trung tâm ứng với cái góc phía trên và khi nằm vị trí trung tâm ứng với góc phía trên rồi thì chúng ta sẽ tiến hành tịnh tiến sang bên trái một đoạn đúng không và tịnh tiến lên trên một đoạn thì cái đoạn này là bao nhiêu các bạn coi lại ha cái đoạn này chính là một nửa độ rộng của chính nó luôn ví dụ đây chúng ta tịnh tiến sang bên trái một nửa rồi tịnh tiến lên trên một nửa thì nó sẽ nằm khớp ở giữa luôn vậy thì chỗ này cái độ rộng của bóp của chúng ta đang là 100 100 này thì mình chỉ cần trừ đi 50 thôi ví dụ như 520 này, này mình sẽ trừ đi 100 mình chia đôi rồi 960 mình trừ đi 100 mình chia đôi giả sử mình làm cho thằng led trước đi ha thằng này 960 trừ đi một trừ đi 100 chia đôi đó là trừ đi 50 là sẽ còn 910 thì theo cái chiều ngang á, nó sẽ nằm giữa đúng không theo chiều ngang sẽ nằm giữa bây giờ theo chiều dọc thì mình chỉ cần thay đổi lại cái top nữa thôi ví dụ top là từ 520 mình sẽ trừ đi 50 là còn 470 đúng không 470 ở đây thì cái bóp của chúng ta nó sẽ nằm ở giữa thì vấn đề còn lại là mình chỉ cần tính toán thôi ví dụ cái này là 100 á, độ rộng của bóp là 100 thì mình sẽ lấy 100 chia đôi thì đó là quy trình ha bây giờ chúng ta sẽ vào trong mạng nguồn để mình xử lý này chỗ này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hàm đi cho nó dễ quản lý ha ở trên này mình sẽ có một cái function function này là function open side box chẳng hạn, thì nó sẽ nhận vào một số cái tham số, ví dụ như là URL navigation là cái cái đường dẫn mà chúng ta muốn mở lên, rồi cái bóp nem cái tên của bóp là gì. ở trong đây chúng ta sẽ thực hiện một số thao tác tính toán và mình cũng định nghĩa ra những cái tham số, ví dụ như là cái bóp có độ rộng là bao nhiêu, giả sử mình cho 480 chẳng hạn, đó, rồi cái bóp của mình nó có chiều cao là bao nhiêu thì mình cũng đặt luôn ở đây, giả sử là 600 đi, rồi ngay chỗ này thì chúng ta sẽ tính toán đầu tiên là mình sẽ tính toán độ rộng của cái màn hình đúng không? Độ rộng của cái cái screen của cái browser hiện tại thì mình sẽ lấy width bằng window chấm outer width rồi tương tự hay bằng window chấm outer hay là mình đã có độ rộng và độ cao của cái browser rồi sau đó chúng ta sẽ tính toán vị trí top và left mình tính left trước đi ha left của mình nó sẽ bằng left là chiều ngang chiều ngang nó sẽ bằng cái độ rộng đúng không? độ rộng của cái browser chia đôi rồi mình trừ đi cho cái độ rộng của bắp chia đôi giống như hồi nãy chúng ta tính đó bắp uh, width này chia đôi đấy tương tự lép xong rồi tính top top là theo chiều dọc chiều dọc thì nó sẽ là hay của browser chia đôi và trừ cho bắp của hay đúng không hay cũng là chia đôi luôn rồi thì cái đoạn này đôi khi cái cửa sổ của chúng ta nó bự nó nhỏ là nó nó có thể tính ra là nhỏ hơn không gì đấy thì mình sẽ tính lại chỗ này ha mình làm vào một cái hàm là hàm mát chấm mắt đi đó là nếu như mà tính ra nó nhỏ hơn không thì chúng ta sẽ lấy mặc định là không nằm ở góc phía trên nó này là tùy trường hợp thôi đề phòng cái cái website của chúng ta nó rất là nhỏ người ta thu nhỏ lại đó mình sẽ lấy vị trí là không nếu như cái đoạn ở bên phải nó tính ra một con số âm nó sẽ lấy giá trị là không đơn giản vậy thôi rồi thì sau đó chúng ta sẽ tiến hành return ra cái cái window chấm open thì window chấm open này mình sẽ truyền vào hai tham số đúng không tham số thứ nhất là cái url URL chính là cái URL navigation này. Tham số thứ hai là cái name mình đặt tên là pop name này. Và tham số thứ ba chính là những cái phần config. Thì cái phần config này là liên quan tới width hay rồi độ cao độ rộng này nọ đó. Thì mình sẽ ghi là config bằng ví dụ width bằng x phẩy hay bằng y phẩy rồi top bằng z phẩy left bằng t. Đấy, thì x này chính là cái giá trị width của boss đúng không? Mình sẽ truyền lần được từng thằng vào ví dụ này. Thì nó sẽ là pop up width này ở à, đây chỗ này đang dùng sai ha mình phải dùng bóp hay ở đây mới đúng đây là hay chi đôi rồi tương tự chỗ này cũng vậy hay sẽ là bóp up hay rồi bên đây top top sẽ là giá trị top mà chúng ta vừa mới tính xong top này và left ở đây chính là giá trị left ngoài ra mình sẽ truyền thêm một cái tham số nữa ha là strong strong ba là đề phòng cái trang web của chúng ta khi mở lên đó nó nhỏ thì nó sẽ có cái thanh cụ thì tất cả tham số này các bạn có thể lên google search ha liên quan tới cái hàm window chấm open đó Vậy là ở dưới đây ha, khi mà mình chúng ta đã tính toán xong cái thằng URL rồi đó, thì mình sẽ có một cái win new window mới chỗ này, new window hoặc là window pop up đi ha. Window pop up của chúng ta sẽ bằng open size pop up và mình truyền vào cái URL. Cái tham số thứ hai là cái tên thì mình có thể ghi là azure size in chẳng hạn. Rồi, lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử ha, xem coi nó có chạy được hay không. Truy cập lại browser của chúng ta này, refresh lại trang mình sẽ click vô cái nút là sign in with Azure click vào thì các bạn thấy rõ ràng nó sẽ show ra một cái trang nó đơn giản đúng không chưa đó thì đây là cái quá trình xử lý cơ bản nhất rồi ha và lúc này các bạn cũng phải tính toán lại tại vì có nhiều cái trình duyệt đó, nó tính toán hơi khác một chút hoặc là giả sử ha cái trang của chúng ta nó không có mở full màn hình nếu như mà không mở full màn hình đó thì chúng ta sẽ phải tính lại giả sử cái chỗ này nó thuộc vô một đoạn này đây các bạn coi ha ví dụ đây nếu full màn hình đó thì cái chỗ này nó sẽ lòi ra ở đây đây gọi là full màn hình thì mình mới tính được như vậy còn nếu nó nhỏ hơn á nó để nhỏ hơn như thế này á thì ngoài cái việc tính toán như hồi nãy chúng ta sẽ phải cộng thêm một cái khoảng offset nữa giả sử cái đây đây là cái cửa sổ browser còn đây là cái màn hình thực tế của chúng ta nó sẽ vô ra một khoảng cho nên khi mà chúng ta tính xong á mình sẽ cộng thêm cái khoảng này thì khoảng này được tính rất đơn giản thôi là window chấm top hoặc là window chấm y tương tự khoảng bên trái cũng vậy ha trong trường hợp nó không có full màn hình thì sẽ là window chấm và window chấm cho nên chúng ta sẽ phải xử lý thêm một xíu chỗ này để cho tốt thì chúng ta sẽ tính ra thêm một cái nữa ha ở đây sẽ là screen left khoảng cách so với cái màn hình ở bên trái là bao nhiêu thì mình sẽ lấy thông qua thằng window chấm screen left hoặc là window window chấm screen x thì hai thằng này thực tế nó như nhau thôi nhưng mà chúng ta đang tính trước ở trong cái trình duyệt ie ha ie tám trở lên thì nó phải lấy khác đi cho nên mình sẽ dùng cách này luôn để cho đúng trong cả hai trường hợp bên như này cũng vậy mình có là screen top screen top sẽ là window chấm screen top hoặc là window chấm screen y ở trên uh, Google Chrome á, thì hai giá trị này như nhau nhưng mà trên IE nó sẽ khác tương tự ha mình cũng xử lý luôn ở đây khi mình tính toán xong đoạn này rồi á mình sẽ tính cộng thêm một cái đoạn offset bị vô ra chỗ này sẽ cộng cho screen left sẽ là screen left ok ở dưới này sẽ là cộng cho screen top tương tự width hay cũng vậy ha width hay chúng ta cũng phải xử lý dành riêng cho những cái trình duyệt cũ như là IE này nọ thì mình sẽ có những cái fallback value ví dụ như là document rồi chấm tới document element cái này các bạn có thể người search google ha client width chẳng hạn hoặc là document chấm body chấm tới client width đó mỗi trình duyệt sẽ có một cái cách lấy khác nhau tương tự tầng hai cũng vậy chúng ta cũng sẽ điều chỉnh lại là document chấm document element chấm client hay hoặc là document chấm body chấm tới client hay ok đó là mình tính toán tạm thời để cho những trình duyệt cũ như là IE nó có cách lấy rất khác hơi, ok rồi vậy là cái hàm này của chúng ta nó đã hoàn chỉnh bây giờ mình sẽ kiểm tra lại thử ha quay trở lại đây và refresh lại trang ví dụ chúng ta click vô cái nút này đó nó sẽ show ra rồi tắt đi mình click lại nó sẽ show ra và sau đó người dùng người ta sẽ nhập thoải mái ở trên đây và khi nhập ở trên đây xong á, là tới cái lúc mà server nó sẽ xử lý đúng chưa Lúc này server nó sẽ nhận dữ liệu mà người dùng nhập vào. Và server ở đây chính là server của Google, của Azure và của Facebook đúng chưa? Nó sẽ xử lý cái giá trị này thì bước tiếp theo là mình phải xử lý ở phía Node JS, xử lý ở phía server. Rồi khi mà nhập dữ liệu lên xong á, server nó cũng sẽ redirect về cái thằng này, redirect về cái thằng đường link mà chúng ta có gửi lên. Và khi redirect về thằng này xong á thì cửa sổ màn hình nó sẽ tắt và lúc đó lại tiếp tục quay trở về cái thư viện JavaScript để nó có thể chuyển đổi dữ liệu từ cái browser này từ cái window này nó chuyển về cái window hiện tại của chúng ta vậy thì video tới đây cũng khá là dài rồi cho nên cái vấn đề xử lý liên quan tới backend mình sẽ làm ở trong video thứ hai hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha